Stand up. Great. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Nó Okay, có there we một go. cái cánh So tay dây I was là của wondering, cô Jocelyn, Eva. if you don't Cô mind Eva hỏi là tôi đang kind of talking hỏi about that là fourth ray về and cái cung the bốn fact that và humanity is sự on the thật fourth là ray. nhân So loại do thì you ở trên think that cung bốn thì cô có nghĩ him là being decay, giving us the Đức first Chân law, Sư which is a DK fourth ray law, is in any way nói về cái quy associated luật with cung bốn humanity? thì nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhân loại Yes, đúng không? absolutely. Tất Thank nhiên you for rồi, bringing that cảm up. ơn đã nói đến chủ đề này. This law of sacrifice is a Cái law that we're very familiar with, định and luật that's why hy it's sinh và given tình as the thương, first law, because it has nó always là quy luật been đầu tiên, the bởi underpinning, vì the basic influence to ảnh drive hưởng cơ the bản của evolutionary nó movement in the để định universe. hướng cái con đường tiến So hóa we của nhân respond loại to it from the và chúng ta very đáp ứng với beginning nó of từ life. ngay những thuở ban And sơ ban đầu. as we grow, Và as we khi chúng ta develop tiến hóa spiritually, và phát then we triển can về mặt respond tinh to it thần thì even chúng more ta đáp ứng forcefully to, at với one nó point, reverse the orientation for us to become saviors, for us to wield the law of sacrifice for lesser lives. I'm trying to see how I can tức show là myself here. đáp ứng ở một cái đáp ứng không phải là vô thức nữa mà ở cái cấp độ hữu thức hơn để chúng ta có thể cứu chuộc những cái sự sống thấp hơn theo cái đường lối của cung hai. Sorry, Và I cung got too bốn. many things on my screen. Okay, here we go. Thanks, Eva. Do you have another question? Another Cảm ơn comment? Eva, cô có câu hỏi nào khác không? Let me think about it. Để tôi suy ngẫm về nó một chút. We would Antonella. have time. If there... Antonella has given us such a comprehensive introduction to the laws of the Antonella soul, đã cho chúng and ta một it cái sự giới relates to thiệu how rất là tổng profound quan they về các cái are, quy luật của linh hồn and our và rất là sâu study sắc. of the laws of the soul can take us to Và khi mà chúng depths ta nghiên that cứu are các quy luật này absolutely thì nó có thể rất là sâu unimaginable, sắc và because we mà get không in thể tưởng touch tượng with được bởi divine vì chúng will, ta có we get thể in touch with tiếp cận the được plan với cái behind the ý evolution. chí thiêng liêng So it is và marvelous in that way, and thiên thank cơ you, nếu chúng ta nghiên Antonella, for cứu thực sự đủ starting us sâu về off các quy luật này và cảm ơn cô on such a strong Antonella note. về Yeah, cái I've got phần giới another thiệu approach đó. here to Cô ask you Eva about, có câu and hỏi that khác is that I là appreciated the fact tôi that you offered us đánh giá cao cái sự the thật là opposite of what cô đã religion cho chúng tôi tends to thấy offer us about cái sacrifice. các cái nền tôn giáo khác Such nói với chúng ta về cái sự hy heavy sinh như on thế us nào about needing to thì thực sự sacrifice, đối với and tôi can là you? Why do you have to do that? Pardon? So I like the fact that you brought a different perspective on Tôi that. thích Do you là want tôi to thấy rất là elaborate a little hay bit khi more mà on that? Because I think it's something that cô we có can thể nghiên all cứu live with. quên trình bày thêm một We chút always về cái think sự of khác as biệt giữa các tôn sacrifice giáo as khi mà nói về sự hy losing sinh something. không. Thì You have to let thường go. thì You các have to tôn giáo not khác nghĩ eat là certain bạn phải foods, mất and you một have cái to gì not go đấy. to certain Bạn places phải and mất so đi on. một cái gì đấy. And the spiritual side of the law of sacrifice Thì is totally the opposite. It's a gain. nhưng mà It's a gift. cái ý nghĩa tinh thần And thực sự của tomorrow, cái sự not hy tomorrow, but sinh in không the phải là mất part đi two, mà we'll là see this được một effect cái a gì lot đó. more deeply in terms of the great sacrifice of world Đó saviors là as cái they sự left hy their sinh vĩ đại lofty của state đấng cứu chuộc. to incarnate into vehicles that Khi are ngài shielding their khi splendor, ngài their Lâm Phàm glory, in order to sacrifice, in order to save those lives who are evolving at that lower level. So tức there's là tremendous chúng ta phải biết là chúng ta hy sinh information để chúng ta about làm một việc gì đấy, có nghĩa là the chúng ta được hơn là rising mất, motion of là ví dụ sacrifice như là where để we cứu một relinquish in order vài to sự gain sống something higher, and then the để mà chúng downward ta được motion một of cái gì đấy sacrifice cao where hơn great lives sacrifice to với những cái incarnate sự hy into sinh của vehicles sự that sống veil lớn. their full glory. Exactly. There seemed to be Francis has hand up, and was there someone Tôi else? thấy có vẻ là có cả cô thầy Francis cũng I'm muốn here. hỏi. Tôi ở Yeah, đây, one thing Francis that nói struck me một điều.
mà When I tôi read this, reread this cảm thấy section khó was khăn khi that mà nghiên cứu it's về cái phần really an này. inherent law to being a Đó là human being, đây thực sự là because một cái quy luật dành even cho nhân loại, by cho con người. Incarnating by, Bởi quote vì khi unquote, chúng ta leaving lâm the phàm father's house to và choose chúng ta the rời khỏi nhà downward cha path is đi part cái of the con law of đường hướng về phía sacrifice, dưới, that thì đây you're là cái actually con luật, cái con sacrificing đường hy sinh that rồi. holy state in Và ở order cái giai đoạn to go thánh into thần, tức là chúng ta personality đã bỏ experience, cái and giai that đoạn đấy để chúng that's ta trở thành có cái kinh an, nghiệm của con người, a function of that law thì that we cái don't chức normally năng của think cái of quy luật because we này usually think of chúng it ta in terms of the thường không nghĩ về evolutional nó, vì chúng ta chỉ nói về sacrifice, cái sự Also, hy the idea sinh để that đạt một cái sự sacrifice tiến is to hóa, make nhưng sacred. mà đây cũng That's the là one of the cái meanings sự of hy it. I sinh think that's important here. And just one other để thing, tạo ra, tức since là we nó have so much time here, why not? It's really strongly alive now because of we are in this pattern of fours, being the fourth scheme, the fourth round, the fourth chain, and the fourth globe on that thì thầy chain đang nói really là allows chúng ta this đang ở particular trên một fourth ray energy cái to be hành particularly tinh và một cái dominant. thế So giới mà those are just a nó couple có of rất là thoughts nhiều I cái had. dấu hiệu của công bốn là nhân Thank you, loại rồi Francis. cái gì gì đấy, tức là liên It quan seemed đến cái like công bốn rất everybody là named nhiều. Francis put their hand up because we have two more Francises Chúng ta còn of the có hai female variety Francis with their nữa. hands up. Go ahead. Hello, Tristan. Very nice to see you. You did a lovely job. That was great. I have a question Cô on Francis có câu your hỏi là mention of the urge to sacrifice in the Solar Angel. Could you say just a little bit about that some more? That was new nói cô information có for thể me. nói thêm về cái trái đất Yeah. với cả đấng This is thái the dương thiên thần được greatest không? sacrifice Thì đây là một cái sự hy sinh vĩ because đại, bởi the vì human kingdom was giới created nhân loại đã when tạo ra solar angels emanate khi it được from the tạo heart of the ra sun, sacrifice that glorious state cùng với cả and đấng thái dương came thiên thần và down là một cái into our phóng phát cold, từ mặt dense trời, mental plane bởi cái to gì và nó được reside cấy with vào a ở trên cõi human, trí to reside và with để an mà animal thiết man kế to whom người they have cái gì nhỉ, given the Animal Man là gift of self-consciousness. nửa người nửa So vật à, solar angels, having come và from đấng the thái heart of the sun, dương live thiên with thần us đến từ humans for trái the tim của mặt whole trời. duration of our incarnations. I think It's you an mentioned ultimate sacrifice, and và their đã phải hy only sinh release from the ở prison đây of this glorious sự khỏi creation of sự their zygote lotus at the fourth initiation, the initiation of renunciation. So you can see it's a long, long commitment. It's a thì great, great tức là đã phải sacrifice. hy sinh ra Did I khỏi cái sự điểm understand đạo, you right? cái cuộc Did điểm you đạo mention thứ your tư của chính mental các ngài body? Did để that mà có come, the thể solar làm angels cái công that việc hy brought the sinh này? Đây consciousness là cái sự hy and sinh the rất là mental dài. body? Was Rồi that câu what hỏi you của cô said? tiếp là cái gì? Tức là Well, muốn thể trí. the solar angels Vâng, đấng create, thái dương thiên thần tạo the ra. cancer says, I build myself a Ví dụ như cự lighted giải house nói là and therein I dwell. So tôi this xây is the một ngôi solar nhà angel thắp sáng talking và about tôi ngự building trong the đó, giống egoic như là lotus như on là đấng the thái dương higher thiên levels thần of the tạo mental ra plane. cái hoa sen And chân this ngã becomes its và nó sẽ body trở thành cái of cơ thể của expression nó, while it cô is tức là cái incarnated phương tiện biểu there lộ của nó khi nó đang to cư ngụ redeem the trong human đó being. để có thể cứu chuộc nhân So, loại. over many, many Và lifetimes, qua rất the là ego nhiều lotus becomes nhiều kiếp radiant, sống resplendent, and we're all familiar with the beauty of the thì egoic chúng ta lotus. cũng So, đã bắt đầu quen this hơn too với has cái to vẻ be đẹp sacrificed. So, not only của do hoa we sen chân ngã sacrifice the thì things nó là that cái kết impede our quả của sự development, hy but the sinh, soul itself thì chính linh eventually has hồn to cuối cùng sacrifice sẽ phải hy this sinh. unbelievably beautiful and powerful creation, the egoic lotus, and let it go. So the Tức relinquishment là takes place phải at hy many sinh cả levels. chính cái hoa sen chân ngã của Thank mình. you so much. Khi đạt đến điểm đạo 4. Cảm ơn cô. Francis Harriman, did you have a Còn question that một you wanted Francis to nữa thì cô cũng
Cô có thể hỏi. Actually, a question, more a comment, I think. Cái câu hỏi này của As tôi I thì was rất là bình listening to thường. this, I was struck by the fact that this is such a basic law, Thì and I đây là just một was cái, watching some tôi biết là một cái eagles quy this luật này rất morning, là and the cơ adult bản và eagles nói building về nests cái and con đại bàng, sacrificing to feed the little cái sự eaglets we have hy here sinh in a tree cái not too gì far from ở me in Northern Nigeria California. rồi But ở looking at California, exoteric nhưng mà khi psychology for a nói, moment, khi I mà think xem xét we've về seen a lot of tâm lý học ferment và in nội môn, psychology writings and books thì the ở trong last, tâm lý học couple of generations on trong rất là nhiều thế codependency. And in previous generations, there were roles, cái thế there hệ were trước rules, thì there cũng were, có các cái vai trò, có these luật were lệ. givens more. And now we've evolved to the point where Và bây giờ chúng ta tiến the hóa lên cái điểm ferment at the local, exoteric level is, là what's the difference between an appropriate role of sacrifice as a, as a parent or a friend or những a cái partner vai trò versus của người ngoại môn sacrificing hy sinh one's như thế nào, own như một người self mẹ, and người not cha, developing người giáo properly viên, nhưng mà because of họ being có too thể wrapped phát up in the triển. energy field of the other. So this self and other and Thì cái role ngã and và rule người and khác dependence and với codependency, cái I suspect that vai trò của my mỗi question is, người do you rồi see sự phụ that thuộc lẫn nhau của mọi người. ferment relates to this Tôi muốn further cô nói refinement and về cái development and mối. nuance of this law? Well, Just a yes, the relinquishment has to be at all levels. So tức relinquishing là control and relinquishing responsibility for the lives of others, that's all part of the relinquishments that we have to make. So codependency can be a voluntary imprisonment that we need to be released from by making different choices to create freedom and foster betterment and transcendence, those three things that I introduced. Did I sort of talk about yes. what you wanted to hear? Well, the other thing that popped into my mind was the Tibetan talks to one of his disciples, Ortiz. I forget her first name, but he was always telling her, "Stop worrying about your family. Stop being so wrapped up in them. They're fine. They're going to be or DuPont. I forget which one of the disciples it Cô đang was, but nói về một số it cái was lời always huấn the thị của chân sư exhortation DK, was, nói là move đừng quá forward. phải Stop worrying about the lo lắng family. They cho can be gia on đình their của own two feet mình, by now. hãy They're cứ okay. tiếp tục đi We'll tiến về see phía in part trước. two that there are Thì rules that cô thấy DK has cái given phần us 2 tôi for sẽ world nói salvage về cái and những người a đồng cứu thế central trên thế gian. admonishment that he has Ở cái is trung that we tâm have to let thì go chúng ta cần of phải our từ assumed bỏ responsibility for directing the lives of others. And Chúng ta BL just phải popped từ something bỏ in the chat that it's the disciple is xu hướng là chúng ta CDP, muốn định Alice hướng DuPont Ortiz. cho sự sống của người khác. Thank you. And Greg has his hand up. Go ahead, Greg. Và đến câu hỏi của Greg. When I think about Và this khi concept tôi of suy ngẫm về cái sacrifice, khái we niệm also have về to sự hy sinh, thì recognize chúng our ta cũng nhận innate ra interconnection with cái all mối of liên the hệ fourth lẫn the fourth and fifth nhau, root và races. cả And in cái that căn chủng perspective, thứ tư và thứ part of năm, the sacrifice nó là means một that we phần của sự have hy to, sinh mà and it's chúng also ta related phải to làm, sacrifice to the will of the và plan and of hierarchy. nó cũng là And cái so in ý that chí của process of thiên our cơ. sacrifice, Khi mà I chúng think ta hy it's sinh, not doesn't always nó necessarily không mean luôn luôn phải là có nghĩa not là sacrificing to không some là other kind hy of a sinh scheme. But when we cho consider cái it in gì nó terms cao of hơn world religion or mà just a về mặt coming tôn together of giáo thế humanity, the giới, reappearance of về the nhân Christ, loại, hay là cái part of this sự trở process of lại của Đức sacrifice Christ, means that mà we một have phần to của cái sự hy sinh begin này as có we nghĩa là grow in ta awareness cũng and phải develop bắt đầu sacrifice phát to the triển cái greater sự tự group nhận or the thức, greater ý whole thức of our về nhóm, humanity, our như một collective nhóm, humanity, như là toàn the fourth thể root với nhân race, where loại, everything với cả in a cái căn sense chủng thứ is in a tư, process of nó transformation. trong cái So, quá trình đang chuyển with hóa my này. two transpersonal psychology degrees, what that kind of translates back to me is
that we have to find ourselves in a recognition and an understanding that yes, we are sacrificing certain things, but there's other qualities that are not necessarily being sacrificed if we can begin to identify and recognize the greater plan and hierarchy of humanity. Like with this chaos in the world today, and Aquarius is going to be mostly, I feel like when we move into this Aquarian nếu mà chúng ta đi vào cái thời đại bảo bình với một cái tầm nhìn mới thì chúng ta nhận ra có mối liên hệ với tất cả mọi người và một phần trong đó chúng ta đang đi, tức là cái tầm nhìn mới đó là có một cái ý chí vĩ đại hơn, cao hơn và hợp nhất và cái sự hy sinh nó có liên quan ở đây. Cảm ơn anh. Một cái khía cạnh của tất cả này đó là chúng ta là một phần của cái sự sống lớn hơn và trên trong cái quá trình để đạt tới cái sự vô hạn và sự bất tử infinity, để chúng ta có thể giải phóng ra khỏi cái vòng giới hạn. World's history, our, the greater life that we wish to become part of is the spiritual hierarchy. This is our next greater life. Thánh đoàn hành tinh. But there's also the transfer of the lives of the fourth kingdom into the fifth kingdom. So this is another point of unity where we enter lên giới thứ năm as full members of the fifth kingdom, which is the kingdom of souls, which is the spiritual hierarchy. So we have our path pretty clearly identified in terms of where we're migrating, what we're là moving chúng towards. Ta đang so the purpose di chuyển is for us to hay facilitate ta, that motion. Đang nhập vào cái thế giới nào. And I think Eva, you've got your hand up. Right. Và tôi nghĩ okay. Cô Eva đang Jocelyn, I'd like tay. Us to go back to the fourth ray and the trở number đến four. Bốn and I'm và số struck bốn. By all the resonances with và the number cả four. So as we know, the personality represents bốn. Number four. So that's another reason why DK, I think, offered us this as the first law of the soul. Because it's for the personality to implement this so that it can rise up. So it can then go to the number five, which is the soul. So I think that is very important for us to realize as personalities. Yeah. Yes. Nên nó, we can nó also say là that everything's a septennit, and four is always the midpoint within the higher and the lower. Luôn luôn là cái right. And you brought that giữa. Out, that it was in the middle và, there. It mediates cô between đã the two. Nói về cái điều này. Yeah, but nó it has, the, it has this position cái, within our constitution. Cái it has this position in the cosmic sense. It has this nhưng mà position, cái vị trí của number four, theo cái cấp độ vũ trụ is the midpoint cái of all bốn, the septennits, whatever sevens số we're talking about, the seven kingdoms, the seven rays, the seven chakras, and so on. Luân xa tất cả mọi thứ trên cái thái dương hệ này hay vũ trụ này đều là 7, cho nên cái số 4 Francis, là cái ở giữa luôn luôn. Yeah. Thầy also Francis there's this interesting reciprocal connection with the fourth law, mối liên hệ, which is ruled by the first ray. So you have first law ruled by the fourth ray and fourth law ruled by the first ray, and you know the law of repulse is so much connected with sacrifice. You have a lot of time what you're repulsing ends up being what you're sacrificing, you know. So there's a deep connection there. It's interesting. Có một cái mối liên hệ đặc biệt. Thank you. Giữa cung 1 và cung 4. Cảm ơn. Are we now done? Yeah, well, bây giờ chúng ta đã xong phần hỏi đáp chưa? Tôi nghĩ tôi vẫn còn 2 phút well. Trước khi tôi phải kết thúc. Wonderful possibility to people to talk and have this great đây ideas là một cái cơ hội rất là tuyệt vời really để chúng that. Ta có thể trao đổi. Bởi vì cô I did này rehearse, rất là you nhanh. Know. Yeah, that. Tôi thì that's tôi good. Vẫn đang tập luyện thôi. By the way, before we are ending, Jocelyn, can you repeat
your ray structure, how it was. Trước khi chúng ta kết thúc thì cô có thể well, nói về cái cấu trúc cung của cô không? Một số ngày. Two, other days I believe it's three. Một số ngày thì tôi nghĩ okay. là linh hồn của tôi and là cung 2, một số thì seven, tôi nghĩ là cung 3. Mind 3. 3 slash 4. And cái gì? Emotional 6. And physical 3. Right, so now everybody, now when you have had this presentation, think about those rays. Yeah. Yeah. And so my, yeah. Cái cung phòng ngã, sorry, phàm yeah. ngã sun sign is Virgo, là... ascendant, Sagittarius. Mộc, so right. nhân mã, other influences there. Mặt trời, yes, you are so sử nữ. Precise at the Virgo there and then the third ray, rồi, very có very cái sự wonderful, thank nữ. You so much, và cái cung Jocelyn, nữa. And we are waiting for your và next chúng tôi presentation, chờ đợi cái phần, and trình, if you would be so kind phần and trình put bày tiếp your theo của ray cô structure, và thứ and ba, và cô có thể ghi xuống cái cấu also trúc cung của the mình sun sign and rising sign, was it và so, cùng là Antonella, that we were cái cung mặt trời và cung mọc yeah, the của other cô people nữa. Added also the position of the moon. So, also okay. the moon. Where và do you have có the thể moon? Nói về cả cái what cung did mặt you trăng say? nữa. No, the moon. The, also, the other people put also the moon. So, where you have the moon, Jocelyn? Right. Gemini. Gemini. Oh, you yes, it's cross Gemini. Forever. Yep. Great. Okay. Thank you, Jocelyn. Cảm and ơn now Jocelyn. We are going to have our và bây wonderful giờ chúng brother ta Francis. sẽ I có don't một người think tuyệt that vời, Francis.